Alo, tôi là khách hàng, tôi lái xe của tôi từ sáng đến giờ vào cảng Nam Hải lấy một công hàng mà tại sao đến bây giờ rất là muộn rồi mà lái xe của tôi vẫn không lấy được công hàng hả anh ạ? Anh cho biết số công được. Lái xe bên tôi bây giờ họ vẫn giữ cái lệnh mà bây giờ tôi đã không cập cái lệnh đây anh ơi. Thế anh liên hệ với lái xe xem có vấn đề ở khu nào thủ tục rồi nói chuyện trực tiếp thương vụ người ta giải quyết cho. Chứ ở đây không giải quyết vấn đề ở đây đâu nhá. Sao thế? Tôi là khách hàng của cảng. Tôi thường xuyên lấy hàng trong cảng, tại sao anh lại cứ giải quyết tôi thế nào anh ơi? Vấn đề thủ tục là của thương vụ, anh cứ liên hệ với nó trước đi. Anh ơi, tôi là khách hàng của cảng. Thế bây giờ theo anh thì tôi phải gặp ai để giải quyết cái việc này cho tôi anh ơi? Chờ rồi, anh chờ một chút nhá. Alo, tôi đề nghị các cô giải quyết ngay cho tôi một việc. Tại sao tôi lấy công hàng ở trong cảng các cô từ sáng đến giờ mà các cô cứ chuyển hết từ bộ phận này bộ phận kia thế nào? Vâng, em có thể giúp gì cho anh ạ? Từ sáng giờ tôi lại phải giải thích cho cô đây này. Công ty tôi có một công hàng lấy ở trong cảng các cô mà đến bây giờ chưa rồi, tại sao các cô vẫn chưa giải phóng cho tôi lấy hàng chúng tôi thế nào? Anh cho em xin số công ạ. Số công à? Rồi chờ tí. Số công đây này. Tem U 1234567. Vâng, anh đợi một chút để em kiểm tra. Nhanh lên, không chờ đâu. Cảm ơn anh đã đợi. Em chắc hệ thống nhưng chưa thể lái xe nhà anh làm lệnh cho công này anh nhé. Sao lại có chuyện đấy? Lái xe của tôi nói thông báo với tôi là từ sáng đến giờ họ chờ cảng lấy hàng mà đến bây giờ tại sao là vẫn chưa lấy được hàng? Dạ, anh làm ơn trách lại về lái xe. Anh cứ nói lái xe đến cảng Nam Hải Đình Vũ sẵn sàng hỗ trợ để lấy. Còn nếu có vấn đề gì nữa, anh có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline của cảng 0936890639. Để tôi sẽ kiểm tra lại ngay. Ai em ơi, anh có cái tí việc này em xem giải quyết giúp anh cái. Kế toán bên anh có cái báo một cái hóa đơn mà nó bị sai một cái địa chỉ thì em xem em hộ anh cái, bảo kế toán báo là phải hủy cái hóa đơn đấy, em xem hộ anh cái. Dạ, em vui lòng chờ máy, em nối máy với chị Phương để chị hướng dẫn anh. Ok, chào. Bên em đang có khách hàng muốn hủy hóa đơn, chị hỗ trợ giúp em nhé. Ok em. Vâng, em cảm ơn chị. Dạ alo, em có thể giúp gì cho anh ạ? Em ơi, anh có tí việc muốn hỏi em tí. Là bên anh nó một cái hóa đơn nó bị lỗi mà. Thì là bọn anh kế toán báo là muốn hủy hóa đơn đi. Thì em xem cái thủ tục để hủy hóa đơn của như nào em nhỉ? Vâng, em có nghe CMEP của bên em nói qua rồi. Anh đang nói về số hóa đơn của ông nào? Anh có thể đọc cho em số hóa đơn được không? Là số hóa đơn à? Rồi, chờ anh đi. Hóa đơn là số là 006789 ạ. Vâng, em sẽ kiểm tra trên hệ thống, anh đợi chút nhé. Anh ơi, hóa đơn của anh phát hành ngày 7 tháng 12 phải không ạ? Hóa đơn của anh sai ở lỗi chỗ nào ạ? Em ơi, cái hóa đơn này nó bị sai là cái địa chỉ nó sai ạ. Anh ơi, nếu mà hóa đơn bị sai địa chỉ thì anh chỉ cần làm biên bản điều chỉnh thôi, không cần hủy anh nhé. Em ơi, cái hóa đơn này là kế toán họ bảo là không điều chỉnh em ạ. Anh ơi, mong anh thông cảm.
đây là quy định và luật mới cho phép. Nếu mà cảm thấy khó thì em sẽ gọi điện kế toán cho bên anh và giải thích cho kế toán bên anh và thông tin lại giúp cho anh nhé. Anh có thể vui lòng đọc số điện thoại của kế toán và chứng minh của anh để có thể gặp một công ty ạ. Thế em ở đây đây, có gì em chủ động anh nhé. Số điện thoại của kế toán của anh này 0906 033 288. Ở đây số của anh này là 0904 007 456. Vâng, em sẽ liên hệ với kế toán bên anh và phản hồi lại thông tin anh trong vòng 1 giờ anh nhé. Thế nhá, cảm ơn em nhé. Dạ, anh có cần hỗ trợ thông tin gì nữa không ạ? Thôi, có gì anh sẽ gọi lại sau. Cảm ơn em nhé. Dạ, rồi, chào em. Dạ vâng, chào anh ạ.